Alo em. Anh ơi, cho em hỏi, em là vợ bạn Quyết á. Ừ em ơi, anh Quyết bị tai nạn đây. Em đang ở đâu vậy? Anh Quyết bị tai nạn nha. Thấy tai nạn trên đường, người đàn ông lấy điện thoại nạn nhân gọi cho vợ báo bị gãy chân, nhưng sự thật phía sau khiến tất cả đau lòng. Đi làm ăn xa để vợ con ở lại quê nhà, người chồng không may bị tai nạn bất ngờ lúc nửa đêm, mãi mãi nằm lại nơi đất khách quê người. Người đàn ông nhìn thấy cảnh người chồng nằm lạnh lẽo, cũng không khỏi xót xa nên đã gọi về thông báo cho người vợ đang ở quê. Cuộc gọi lúc giữa đêm làm cho chị vợ không khỏi sốt sắng và lo lắng. Em đang ở đâu vậy? Anh Quyết bị tai nạn nha. Dạ, còn sao quá nữa? Con tai nạn bị gãy cái chân ngay chỗ công trường luôn nè. Em đang ở đâu? Em ở Huế hả? Dạ. À, chị Quyết có người thân nào đang làm công trình trong đây không? Không có đâu, chị có cô cậu ở luôn. Con cô cậu hả? Dạ, dạ, con kịp với con ở cơ cậu. Em coi em liên hệ được thì em liên hệ, em nói chạy ra ngay chỗ cổng công trình luôn nha. Rồi, có gì chút nữa anh gọi lại nha. Dùng giọng nói run run để trả lời điện thoại, người đàn ông cũng thấu hiểu cho hoàn cảnh một thân một mình không người nương tựa của người vợ, nên đã chọn không nói rõ tình trạng thật của người chồng, mà chỉ thông báo rằng anh bị gãy chân và nhờ người thân ra hỗ trợ cấp cứu, giảm bớt đi phần nào sự đau thương. Mặc dù không nói rõ cho người vợ biết nhưng cũng phải nói thật với người thân, người đàn ông đã gọi điện và thông báo tình hình của anh chồng cho người em gái ruột. Em là em gái ruột hay sao? Em Quyết tai nạn tử vong tại chỗ nha em. Thôi. Quyết bị tai nạn tử vong tại chỗ nha. Tai nạn trước ngay chỗ công trình nơi làm việc luôn á. Rồi bây giờ em coi thử ở trong đây có người thân nào rồi em báo người thân ra chỗ hiện trường nha. Mất rồi em. Có chiếc Quyết tông vào cái đuôi xe ở đầu cái lề đường á. Nha, rồi. Anh cũng mới điện cho vợ có Quyết rồi nhưng mà anh chưa có dám báo là Quyết mất. Nha. Tiếng nấc nghẹn ngào không nói thành lời của người em gái âm vang phía bên kia chiếc điện thoại. Chẳng biết được những lời nhắn gửi sau đó của ông chú, cô em gái có còn nghe được trọn vẹn hay không? Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip cũng cảm thấy xót xa đến nghẹn ngào trước hoàn cảnh của người vợ và những người thân trong gia đình. Không những thế, đoạn clip còn khơi gợi lại những hoài niệm đau thương của không ít người từng trải qua cảm giác đau thương như vậy. Một vài bình luận được mọi người để lại. Người thân nghe được tin dữ này chắc đau lòng lắm. Mình nghe thôi đã lạnh hết cả người, đừng nói là người thân ruột thịt nhận được cuộc điện thoại ấy. Cứ nửa đêm mà có cuộc gọi thì tay chân tự nhiên cảm thấy như rụng rời cả ra. Đêm khuya mà có cuộc gọi đến, nhất định là có chuyện không lành rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.